Hãy chú ý cảnh này. Heads up! What's that tail? Heads up! What the coach is? Đây là một cuộc đua tranh tài câu cá ngừ đại dương. Người chiến thắng cuối cùng trong cuộc đua này sẽ nhận được giải thưởng hàng triệu đô la. Chính trong ngày hôm trước, tàu trưởng của con tàu nhiệt huyết đã câu được một con cá ngừ đuôi đen nặng 408 cân và bán được 13.050 đô la. Điều này đã khiến họ leo lên hạng 2 trên bảng xếp hạng điểm. Trên Đại Tây Dương vào thời điểm này, con tàu Khắc Dương đã không câu được cá nào trong mấy ngày qua và sắp hết dầu. Đúng lúc này, máy dò âm thanh phát ra âm thanh, hệ thống đã đánh dấu 15 con cá gần như thành một vòng tròn. We're on! Ah! Yeah, let him smash. There he goes, there he is. Doubleheader. We're tied doubleheader. Tripleheader. Tripleheader, Bobby. Tripleheader, tripleheader. Thuyền trưởng Bobby nhanh chóng yêu cầu Drew thả mồi cá xuống. Chưa kịp nói xong, họ đã bắt được cá. Tàu Khắc Dương chỉ có 3 người, lúc này lại có đến 3 con cá cắn câu cùng một lúc, tình hình cực kỳ hỗn loạn. 3 người cầm cần câu và chạy vòng quanh thuyền. Lúc này, có 2 con cá cắn câu, 2 sợi dây câu bị quấn vào nhau, có thể mất hết cá bất cứ lúc nào. Thuyền trưởng Bobby phải đưa ra quyết định, chọn một trong 3 con cá để giữ lại. Drew và Tyson lại di chuyển cần câu một lần nữa để tránh dây câu gặp nhau. Nhưng thuyền trưởng sớm cảm thấy mệt mỏi, tốc độ kéo dây chậm lại. Lúc này, chỉ có Tyson tiếp tục đảm nhận việc câu cá chính. Mỗi tàu chỉ được câu một con cá ngừ đuôi đen mỗi ngày, vì vậy họ phải đảm bảo bắt được con cá lớn và ngon nhất lên thuyền. Cuối cùng, tàu Khắc Dương đã kéo con cá ngừ đuôi đen lên bờ và phát hiện rằng con cá này không to lớn như con cá ở góc kia. Vì vậy Bobby đã quyết định cắt đứt dây câu và thả nó trở lại biển. Sau đó, con cá ngừ đuôi đen lớn nhất đã nổi lên mặt biển. Thuyền trưởng Bobby nhanh chóng cầm lên cái giáo cá quý hiếm chuẩn bị sẵn sàng, sau đó liền phóng lao, nhưng đáng tiếc anh đã không thể đâm trúng con cá. Oh my god, bro. You're gonna lose this fish, bro. You're gonna lose this fish. All right, drill. Sau một hồi chật vật thì 3 người cũng đã kéo được thân và buộc chặt đuôi cá. Sau khi kéo con cá ngừ đen lên bờ, họ ngã sấp xuống trên boong tàu. Con cá này dài 92 inch, tương đương 2,33 mét. Mọi người không kìm nén được niềm vui và vội vàng trở lại cảng. Sau khi cắt đầu và đuôi của con cá ngừ đen mà họ câu được, trọng lượng vẫn còn 335 pound, tương đương 304 cân. Con cá này chắc chắn là loại cá đắt giá trong mùa đông ở Bắc Carolina. Cuối cùng, người mua đã trả 23 đô la cho mỗi pound, tàu Khắc Dương thu được tổng cộng 7.705 đô la. Trong khi đó, tàu truyền thuyết cũng đưa con cá ngừ đen về cảng. Sau khi bỏ đi đầu và đuôi của con cá, trọng lượng tinh khiết là 328 pound, tương đương 298 cân thịt cá. Cả hai bên đều có mỡ phân bố đều trên thịt cá và mẫu lõi cũng rất trong sạch. Cuối cùng, người mua đã trả giá 28 đô la cho mỗi pound, tàu truyền thuyết thu được tổng cộng 9.184 đô la. Như đây là đủ để vượt qua tàu Winmin và leo lên vị trí số 1 trên bảng điểm. Trên Đại Tây Dương vào thời điểm này, Taylor vừa uống một cốc trà để tỉnh táo, thì tiếng bíp 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 vang lên và ngay sau đó có con cá cắn câu. We're on, baby! Taylor chỉ đạo May nhẹ nhàng thu hồi dây câu dư thừa, còn anh điều khiển thuyền câu, đảm bảo dây câu không chạm vào thân tàu. Con cá ngừ đen đang bơi điên cuồng, tàu Winmin phải cố gắng tiến lên, đi cùng với dòng chảy để đối mặt với con cá. Con cá ngừ đen vẫn giữ ưu thế trong trận chiến, sớm kéo đi một nửa của dây câu. May cố gắng hết sức để kéo con cá lại gần một chút. Sau 3 giờ chiến đấu, con cá ngừ đen đã rất gần thuyền. Got him? Chào gặp! Come here up! Big boy! We got another one! Thuyền trưởng Taylor đã phục hồi sức mạnh của mình và thu được con cá ngừ đen dài 88 inch, tương đương 2,24 mét, hoàn toàn tuân thủ tiêu chuẩn khai thác của cục ngư nghiệp, không cần phải thả cá trở lại. Tàu Winmin ngay lập tức quay trở lại cảng. Sau khi bỏ đi đầu và đuôi của con cá ngừ đen, trọng lượng vẫn còn 318 pound, tương đương 288 cân thịt cá. Toàn bộ thân cá đều có mỡ dày và mẫu lõi cũng khiến người ta ngạc nhiên. Cuối cùng, người mua đã trả giá 28 đô la cho mỗi pound, tàu trưởng Taylor thu được tổng cộng 8.904 đô la. Trên bảng điểm, tàu Phương Bắc đang gặp khó khăn với tiến triển chậm chạp, nhưng tàu Winmin vẫn dẫn đầu với một con cá lớn và đạt vị trí số 1 lần đầu trong mùa giải này. Tàu Hạng Nam và tàu Truyền Thuyết xếp thứ 2, trong khi tàu Rượu Máu Trẻ rơi vào vị trí thứ 3. Tàu Tội Phạm và tàu Khắc Dương, mỗi tàu đều bắt được một con cá, trong khi các tàu cá khác đều câu được hàng trăm cân thịt cá ngừ đen, kiếm được một khoản lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, thuyền trưởng David của tàu Đại Bàng và thủy thủ đã chiến đấu với con quái vật trong 6 giờ và cuối cùng đã câu được một thứ gì đó khiến họ hoảng sợ. Trên Đại Tây Dương vào thời điểm này, tàu Đại Bàng, vốn trở về trống trơn, đã mời một người ngoại đạo là Travis. Anh ấy đề xuất cho David lái tàu theo dòng nước đến gần chỗ cá ngừ đen, vòng quanh cá để có thể đặt mồi cá trước mặt chúng. Zada nhanh chóng nghe thấy tiếng bíp 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 liên tục và trong tích tắc họ đã câu được cá. There he is. We're on. Yep, we're on. That's the right one. Go, go, go. Ngay lập tức,
Jay vội vàng điều khiển máy quấn dây câu hoang dã, cuộn lại dây câu. 2 giây sau, Travis thay thế vị trí câu chính. Sau 2 giờ bàn luận, Jay lại lần nữa nhận lại cây câu. Không lâu sau, anh nhìn thấy màu sắc và xác định rằng đó là một con cá ngừ đen. Khi cá bắt đầu quay vòng, David nhận ra cơ hội sắp tới và mặc dù anh đã thực hiện một đòn đúng mục tiêu, nhưng cá lại cắn đuôi cây nhổ và mất dần sức mạnh. May mắn thay, dây câu vẫn kéo theo nó. Họ có cơ hội lần thứ hai. Để đề phòng, David lấy cây lao phóng cá một lần nữa và đưa vào con cá. Các thủy thủ nhanh chóng buộc chặt vào cuộn dây. Cuối cùng, tàu đại bàng cũng bắt được con cá thứ hai của họ. Travis kéo con cá ngừ đen lên bề mặt với một tay. Con cá này dài 85 inch, tương đương 2,16 mét. Họ không thể chờ đợi được trở về cảng. Sau khi bỏ đi đầu và nội tạng của con cá, trọng lượng chỉ còn 264 pound, tương đương 239 cân. May mắn là thịt cá rất ngon, giàu chất béo và mẫu lõi không bị tổn thương nhiều. Cuối cùng, họ được trả 24 đô la cho mỗi pound, tàu đại bàng thu về tổng cộng 6.336 đô la. Lúc này, tàu tội phạm cũng trở về cảng với con cá ngừ đen. Sau khi bỏ đi đầu và đuôi của con cá, trọng lượng dòng là 412 pound, tương đương 374 cân. Thật tiếc thịt cá đã hơi thay đổi màu sắc và mẫu lõi cũng không đạt được kết quả mong muốn. Cuối cùng, người mua chỉ trả 16 đô la cho mỗi pound, tàu tội phạm thu về tổng cộng 6.592 đô la. Nếu bạn thích video này thì hãy để lại một like và một bình luận để tôi có động lực làm những video tiếp theo nhé!